VPBank Hà Nội Marathon, giải chạy chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Cuối tuần này sẽ trở lại với một cung đường mới, nơi 600 vận động viên được tuyển chọn từ 1.500 ứng viên sẽ tranh đua ở nội dung duy nhất 42 km, nơi các giới hạn được chinh phục vì một Việt Nam mạnh mẽ hơn. Giải chạy VPBank Hà Nội Marathon 6 giờ ngày 6 tháng 3, trực tiếp trên ứng dụng VTV Go và website thể thao.vtv.vn.